Dạ hello em, xin chào đại gia đình, chúc đại gia đình buổi sáng an lành và hạnh phúc nha. Thì hôm nay em có mặt ở xe bánh bèo của cô Hoa Thị. Thì hôm nay cô Hoa Thị có sao nối ngôi, bữa nay là có sao nối ngôi đúng không? Bữa nay là hết sợ không có người nấu nghề rồi. Hôm nay đã chính thức có sao sao nối ngôi. Giờ là ra bắt đầu tập lần luôn hả con? Con biết làm bánh không? Biết làm bánh luôn hả? Rồi con làm lần nào chưa? Biết mà chưa làm lần nào hết hả? Chưa làm lần nào đã, sao gọi là biết? Là con coi mẹ con làm á hả? Là cái công thức là con biết hết đúng không? Pha chế đồ sao là con biết hết đúng không? Vậy mà nói chung là trong bấy lâu nay thì coi như là con gái của cô Thị đang lo. Đang lo là sợ là không có sao nấu ngôi, không có người truyền nghề. Thật sự hôm nay thì đã có người truyền nghề rồi ha. Hình như thấy nó cũng đam mê nè. Mà nó cũng đam mê. Tưởng ông kia không, tưởng ông kia ông mua không xếp cho ổng luôn, ông đứng bên kia. Cái anh hồi nãy hả? Anh nãy là mua mấy hộp? Mấy rồi mà. Lúc này sáng có bỏ mối không? Có luôn hả? Phải nói quá ngon ha, bánh bèo bữa nay bánh bèo hết chỗ chê luôn. Bữa nay ngon ha, màu đỏ quá ha. Quá đã. Nhìn là thèm liền của chú anh chị rồi. Nhìn là quá tuyệt vời. Quá ngon. Hôm nay thì lại không đi về lấy cái đồ nối nối đang thay đi ra cho chị tập cho. Nối len á. Bây giờ về lấy đi. Đi ra lấy vậy, đi lạc không trời? Đây. Phải ngang hết trời. Nó đi lạc sao? Biết đường hả? Học sau này ra buôn bán ha. Ra buôn bán bánh bèo. 15k, 15k, 20k. Phải nói là cực kỳ ngon. Hai hộp đúng hạn nha. Hộp kia cho cái gì đó, không cay hết nha. Một bánh bèo luôn hả? Một bánh bèo luôn mà cho dưa và cho bé nha. Ok. Chị à, một hộp kia có mì, không có mì đúng không? Không. Có hộp cái đầy đủ nha. Mỗi người ta mỗi ý ha. Đó, một người một ý đó. Sao mà mỗi người một, chín người mười ý. Có bánh mì rồi nha, hộp này có bánh mì đó luôn đi, hộp này có bánh mì luôn hả? Có dưa leo luôn. Hộp này có bánh mì có dưa leo luôn hả? Ok. Quá ngon. Không tay hết á chị, đúng không? Này cho em bé hả chị ha? Bà cụ với em bé á. Bực bà ăn cay không được. Đây bán sáng là ra đây bán không kịp, và thứ bảy chủ nhật là bán không kịp luôn á. Thứ bảy chủ nhật là bán không kịp. Bánh bèo không ha? Một lọc luôn ha.
lọc tôm hay đúng không con? Cầm lọc sẵn đi leo con gái. Rồi sao có hộp ở trên mình vô hộp vậy là để bán khác phải không? Rồi đó là đầy đủ. Cái đó là đầy đủ. Không ăn đậu xanh đó. À đầy đủ. Người không ăn dưa leo. À. Nếu người ta tự chọn thì mình làm, còn nếu mà người ta lấy đầy đủ là có sẵn ha. 20k. 20k nói chung rất là ngon. Thì ở đây thì sáng thứ bảy với chủ nhật là con của cô Hoa Thị bán không kịp luôn. Nhất là thứ bảy và chủ nhật là hai ngày rất là đông ha. Sáng giờ mình ra trễ chút xíu, sáng giờ cũng mấy chục hộp bỏ mối phải không? Nay bỏ mối được 50 hộp ha. À, người ta mua đi từ thiện đó hả? Người ta vô mâm luôn á, giống mình vậy, làm buffet. À, quá ngon à. Đúng ra đi từ thiện bánh bột lọc là bánh bèo bánh bột lọc này ngon, người ta dễ ăn nữa, nhiều người rất là... Nhiều người ta không biết xếp á. Rất là nhiều người ta... Nhiều người cũng biết xếp không, hiểu không? À. Khó lắm chứ tượng hả? À. Cái này là đủ thứ phải không? Thầy ơi. Dạ chị. Ừ, xếp đặt cho này đủ thứ rồi. À. Cái này là đủ thứ luôn nè. Mỗi hộp vậy thì 15 có, 20 có, hộp 15, hộp 20, nói chung thì nó cũng hai loại. Không có. Gì 10 ngàn nữa hả? Ừ, mới này bán cho cái bà đó bán 10 ngàn. À là con nít với bà già. Nít với bà già ăn ít hả? Wow. Chứ giờ con mình ăn ít thì bán hơn. À. Cho những người ăn 20-30. À. Tính ra bán 10.000 đâu có lời đâu. Đâu có lời đâu. Bán cho vui thôi. Bán cho vui. À, đam mê. Bán cho gọi là cho có người vậy thôi, cho có khách vậy thôi chứ. Nhưng mà đồ mắc. Chị, hôm nay thứ bảy rồi. Thứ bảy chủ nhật thì để cho em bán cái. Đồ mắc quá mà bán 10.000 thì chị. Chắc chắn là mình nghĩ không có lời của chú chị rồi. Nghĩ chắc chắn là không có lời. Tại vì bây giờ cái gì nó cũng nó cũng cũng cao lắm nên không có lời. Nhưng mà ở đây vẫn bán 10.000, 15.000, 20.000, giá nào ai mua giá nào bán giá đó mà rất là ngon. Khoảng bán chừng hơn tới hơn 8 giờ là hết rồi. Wow, ngon kìa. Không quen lấy là sao? Ừ, là bị nát bánh hết. Nó dẻo quá. Nó dẻo quá, cái bột nó dẻo quá phải không? Nó nói ông rồi là người ta lấy hết cái dẻo khô của mình rồi. Đâu còn đâu. Đi làm lơ luôn hả cha ơi? Hả? Đi cha làm lơ với con luôn vậy? Cái gì nghe nó gọi không? Nó nhìn. Trời này đây thứ bảy chủ nhật nó mới đông cô chú anh chị ơi. Còn ngày thường thì nó cũng vừa thôi. Thứ bảy chủ nhật thì con gái cô Hoa Thị dắt thêm người ra phụ luôn. Dắt thêm người ra phụ luôn. Rất là tuyệt vời. Ai? Đang buồn ngủ á.
quay học bánh mà không muốn quay tường. Này hộp này, hộp này không biết hộp này là 15 hả? 15 vậy nha các quý vị. Rẻ lắm quý vị ơi. Rẻ lắm cô chú chị ơi. Mại vô rẻ lắm nha. 15k thôi. Dạ 15k ngon tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời, quá trên rẻ. Trên cả tuyệt vời, quá rẻ luôn. Quá rẻ. Rồi thì sáng hôm nay em cũng review chia sẻ đến cô chú anh chị mình bánh bột lọc cô Hoa Thị đã có người nấu ngôi. Thì video này đến đây cũng xin tạm dừng, hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Dạ rồi, chào tạm biệt cô chú anh chị nha.